Bây giờ mà có món trái cây nào ăn cho đã khác á, thèm quá ta. Có cái món gì nè, sabudo, đúng rồi. Cho còn không ta? May quá. Xin giới thiệu với cả nhà, sabudo. Đây là món ăn mà bà xã của Đan Trường thường cho Đan Trường ăn vào tháng 2 vừa rồi. Khi mà Đan Trường trở về Mỹ thì fan đã mua tặng cho bà xã Đan Trường mà Đan Trường không biết. Và rất là bất ngờ khi mà món ăn này có thể thay cho rau xanh hàng ngày của chúng ta, và chúng ta có thể ăn chơi, và đặc biệt nhất là dành cho các trẻ em, trẻ con, giống như là con của Đan Trường bé Thiên Từ, tại vì nó chống được bệnh táo bón. Bây giờ Đan Trường sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách chế biến món ăn rong nho sabudo này nha. Rất là dễ dàng. Đây, mỗi lần chúng ta dùng bữa đó thì chúng ta có thể thay thế rong nho này như là rau xanh. Bản thân Đan Trường thì mỗi lần ăn thì ăn khoảng 3 gói nha. Cách chế biến cũng đơn giản thôi, mặc dù là trước giờ là những cái việc làm này do bà xã Đan Trường làm hết. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên Đan Trường thèm cái món rong nho sabudo này quá nên chính ta Đan Trường phải làm. Nó hơi vụng về chút xíu, nhưng mà đâu lại vào đấy. Hấp dẫn quá. Tùy theo khẩu vị của mỗi người dùng món ăn này nhá cả nhà nhá. Chúng ta sẽ mỗi lần rửa cái rong hóa thì chúng ta sẽ ngâm khoảng 2 hoặc 3 phút, sau đó tráng nước đi. Nếu mình tráng đi nước thứ 3 thì cái độ mặn của rong sẽ nhạt dần. Còn người nào muốn mà ăn mặn hơn nữa thì mình chỉ tráng khoảng 2 lần nước thôi. Anh Trường ăn 3 gói là đủ. Để chúng ta chế biến vào. Chế biến vào nha. Chúng ta chờ 2 tới 3 phút để rong nho nở ra. Nhìn nhỏ như vậy đó thì mà nở ra một tô to luôn. Đó, hồi nãy 3 bịch nhỏ xíu thôi và rong nho bây giờ đầy tô rồi. Và mời cả nhà cho Đan Trường chia sẻ những điều bổ ích của rong nho sabudo này nha. Đây, cả nhà thấy chưa? Với công nghệ tách nước, hồi nãy cả nhà thấy rằng là những hạt nho này nó nằm nhỏ gọn trong cái bao nhỏ xíu như vậy nè. Bây giờ nở to như vậy, rất là tươi, những hạt nho căng bọng, chúng ta có thể trồng được luôn rồi đấy nha. Và với món ăn này chúng ta sẽ chấm thêm muối mè, sẽ ngon tuyệt. Tùy theo quý vị và các bạn có thể ủ nho trên những cục đá như vậy, hoặc là chúng ta đổ đá vào nho cũng được nha. Nhìn hấp dẫn quá, nhìn bắt mắt ở cả nhà ha. Ngon quá, rất là ngon. Những hạt nho nhai nghe rột rột, vừa đã tay, khẩu vị lại vừa ngon nữa. Hồi nãy Đan Trường rửa 3 nước thì theo như mà Đan Trường ăn, Đan Trường sẽ rửa 4 nước, là Đan Trường thích ăn nhạt. Ngon quá. Ở nhà Thiên Từ thích ăn món này hoài, một ngày cứ đòi ăn 3 lần, tại vì nhai rột rột rất là ngon mà lại vừa mát cho cơ thể nữa, nhất là trẻ con. Thực sự là cả nhà biết là Đan Trường luôn luôn giữ gìn cái ngoại hình của mình từ những việc như là tập thể dục, và đặc biệt nhất là ăn uống. Vì vậy khi mà Đan Trường ăn những món ăn gì, Đan Trường phải tìm hiểu thật là kỹ. Ngoài ngon ra thì chưa đủ đâu, phải có chất dinh dưỡng như thế nào để giúp cho cơ thể chúng ta hoàn thiện hơn. Thì cái món ăn này rất thích hợp cho gia đình chúng ta, tại vì nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Đối với lại trẻ con, giống như là con của Đan Trường á, thì rong nho nó chứa rất nhiều protein nè, canxi nè, DHA nè,
axit nè và omega 3 sẽ giúp cho trẻ em tăng trưởng chiều cao, trí thông minh và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Và đặc biệt nhất là có thành phần hoạt chất giống như là fucoidin sẽ tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các loại virus, rất hợp cho món ăn gia đình trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Đối với phụ nữ thì trong rong nho này có thành phần là axit béo không no, cải thiện tính đàn hồi của da. Và đặc biệt có hai chất rất là quan trọng, đó là collagen và chất chống oxy hóa. Phải nói là đây là gọi là mỹ phẩm tự nhiên, phụ nữ nào cũng thích, sẽ giúp cho da căng bóng. Ngay cả bản thân Đan Trường là nam, Đan Trường ăn cái món ăn này vào cũng giúp cho Đan Trường có sự tươi trẻ cho tới ngày hôm nay. Còn đối với Đan Trường á, ngoài những lúc Đan Trường dùng cái món rong nho này trong bữa ăn ra thì Đan Trường vẫn thích dùng món ăn này cho những lúc Đan Trường nghỉ ngơi, thư giãn hoặc là ăn chơi. Tại vì món ăn này giúp cho Đan Trường cảm thấy rất là thoải mái nè, mát cơ thể nè, và giúp cho Đan Trường giống như là tràn trề sinh lực. Vì vậy khi đi đâu, Đan Trường cũng không quên mang theo cái món ăn này. Ngon quá cả nhà ơi, ngon quá. Đan Trường xin bật mí rong nho Sabudo là hàng Việt Nam 100% thú vị. F99 với tên gọi rất là dễ nhớ, với phần thiết kế logo màu xanh, nhìn xanh và mát và rất là dễ chịu. Riêng phần này thì Đan Trường đã kết như điếu đổ rồi. Chính đơn vị này đã giúp cho bà con nông nghiệp chúng ta có đầu ra, xuất hàng đi được trong nước và cả ngoài nước nữa, thưa cả nhà. Theo Đan Trường biết thì rong nho Sabudo đã trải qua quy trình 8 bước khắt khe để đạt tiêu chuẩn HACCP để chúng ta có thể xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Chính vì vậy, sản phẩm này rất là an toàn và Đan Trường đã tin dùng cho tới bây giờ. Mọi chi tiết thì cả nhà có thể liên lạc bằng đường link ở dưới nha. Hồi nãy giờ rất nhiều bạn đã hỏi Đan Trường, bây giờ xin phép cho Đan Trường dùng bữa thôi. Chọn rong nho Sabudo là chúng ta chọn sức khỏe.